Các cơ quan chủ quản 17 dự án sử dụng vốn vay đầu tư nước ngoài từ Ngân hàng Thế giới World Bank có vấn đề về giải ngân sẽ phải gửi bản kế hoạch cải thiện tình hình vào ngày hôm nay, tức ngày 6 tháng 6. Đây là nội dung thuộc công văn hỏa tốc mà Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Thế Phương vừa gửi đi đến các cơ quan nói trên. Đại diện Bộ Kế hoạch về Đầu tư vừa có công văn yêu cầu cơ quan chủ quản của 17 dự án sử dụng vốn vay đầu tư nước ngoài từ Ngân hàng Thế giới có vấn đề về giải ngân phải gửi bản kế hoạch cải thiện tình hình vào ngày 6 tháng 6. Điển hình trong số các dự án nói trên là dự án phát triển hạ tầng giao thông Mekong, chương trình phát triển đô thị các tỉnh miền núi phía Bắc vân v Theo thống kê, tổng số vốn vay từ Ngân hàng Thế giới của các dự án nói trên là hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó trung bình mỗi dự án có quy mô khoảng từ 25 đến 300 triệu đô la Mỹ. Việc có công văn trên là do trước đó chính phủ đã có yêu cầu xem xét cắt bỏ các khoản vốn không sử dụng từ các dự án nói trên và chuyển sang các dự án khác.